từ Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, bang Mê Thuộc với những đồi cà phê xanh bạc ngàn trên nền đất đỏ Ba Gian, được hình thành từ các đợt phun trào núi lửa cách đây hơn 160 triệu năm, sản sinh những hạt cà phê Robusta ngon nhất mà hàng triệu người yêu cà phê khắp nơi trên thế giới ưa chuộng. Cũng trên dải đất này, Đà Lạt quanh năm mát mẻ ở độ cao hơn 1.500 mét, nổi tiếng với những hạt cà phê Arabica thơm hương quyến rũ. Cùng với Sài Gòn là nơi cà phê đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, là sự tự hào khi Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê thứ hai thế giới. Từ những năm 90, Trung Nguyên, thương hiệu cà phê số 1 Việt Nam được tạo dựng và chinh phục những người yêu mến cà phê trên khắp thế giới. Năm 2008, nhà đồng sáng lập Trung Nguyên đã thành lập Trung Nguyên International với mong muốn đưa cà phê Việt Nam đi khắp năm châu và quyết tâm xây dựng Ba Mê Thuộc trở thành thủ phủ cà phê thế giới. King Coffee, sản phẩm hảo hạng vừa được tung ra thị trường, tự hào thể hiện phẩm chất cà phê Việt Nam từ hơn 20 năm đi đầu trong ngành sản xuất cà phê. Hoa Kỳ hiện nay là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, và khẩu vị người tiêu dùng nơi đây cũng được xem là khó chinh phục nhất. Chọn thị trường Mỹ là nơi đầu tiên ra mắt, King Coffee chấp nhận thử thách và thể hiện khao khát vươn ra thế giới của thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam. Giấc mơ đưa cà phê đến người tiêu dùng nước Mỹ đã thành hiện thực. Những sản phẩm rang xay và hòa tan đầu tiên của King Coffee đã xuất hiện trên quầy kệ tại nhiều ngôi chợ và siêu thị nước Mỹ. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên thương hiệu King Coffee chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ. Và bây giờ thì Hồng Tứ đang đứng trước cổng chợ Hòa Bình. Chúng ta sẽ cùng vào chợ xem reaction của khách hàng đối với thương hiệu King Coffee ngày hôm nay như thế nào nha. Wow, bên kia đang có rất là nhiều khách thử cà phê của King Coffee. Mình sẽ lại xem cảm nhận của họ đối với dòng cà phê này thế nào nha. That's good. It's really good. Very tasty too. The taste. Aftertaste. Cà phê này ngon. Yeah. Uống được có mùi vị. Ngon. Like it? It's very good. Strong and sweet at the same time. Yeah. Yeah, it's really good. Oh my god. A little bit stronger. Just a right amount of sweetness. Yeah. Do you like it? Yeah. The coffee is good? Okay, thank you. Cảm ơn uống cái tô chiền với mắt ông ấy nha. Ngon quá. Ngon quá. Dạ. Giống như bác ca vừa uống cà phê ở xưởng. Phản ứng của mọi người thì rất là tốt, với lại nhìn thấy mọi thứ được làm ngay lập tức tại chỗ thì mọi người cũng thấy thích thú hơn. Từ những ấn tượng tốt đẹp đầu tiên của người tiêu dùng khi thử sản phẩm cà phê từ Việt Nam, King Coffee tự tin lan tỏa đến khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Thưa quý vị, sau một chuyến đi dài thì chúng ta cuối cùng cũng đến Hollywood. Thì phải nói rằng nhìn quanh ở nơi đây, khung cảnh rất là đẹp. Thì Hồng Tứ chợt nghĩ là tại sao mình không tìm một địa điểm để ngồi xuống ngắm khung cảnh nơi này nhé. Tại Hollywood, King Coffee như một nhân vật trong một bộ phim thể hiện ước mơ của cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới. I typically don't like coffee, but it tastes good. Yeah.
What about you? I like it a lot, actually. It's really a coffee good. Drinker, so if she says it's good, it's good. It's really good. I like it. It's like, usually when I drink like coffee, it's like super bitter. But this is like, it has like that coffee bitterness in it. But at the same time, it's like really rich. It has like flavor. Mm. And so like, I don't know. It tastes really good. Like I would drink this in the morning. I don't really taste, like the bitterness that I really don't like in coffee. So yeah. Like it's like a good balance of like the bitterness and also like a... like a flavor in it too. Uh-huh. It was really good. Oh, it's actually really good. Can I keep this? Thank you guys so much for doing this. Great. Thank you. Thank you. It's smooth. I like it. I can imagine myself waking up to a cup of this stuff. Thank you. Hey, me too. It's good. It's tasty stuff. Thank you. Have a good day. Từ Hollywood, King Coffee tiếp tục cuộc hành trình chinh phục những người yêu mến cà phê nước Mỹ và hiểu rằng người Mỹ luôn dành sự đánh giá trân trọng cho cà phê Việt Nam thơm ngon, đậm đà. Ngay bây giờ thì Hồng Tứ đang có mặt tại biểu tượng của thành phố San Francisco, đó chính là cầu cổng vàng Golden Gate Bridge. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vòng quanh thành phố San Francisco để mà hỏi xem người dân ở đây họ nghĩ như thế nào về hương vị cà phê Việt Nam nhé. I liked it. I thought it was smoother from what I remember. Just smoother. I don't remember being any stronger or lighter. I just remember being very smooth. Okay, love to try it again, yeah. Thank you so much. Thank you. Do you drink coffee frequently? I do, every day. Okay, so you know a lot about coffee. And have you ever heard or tried Vietnamese coffee before? I have. I've been to Vietnam. Wow. Okay. So what do you think about Vietnamese coffee if you're comparing it to the regular coffee that you usually drink here in the U.S.? Strong. A little on the sweet side for my taste, but really good. Yeah. Do you like it? Overall, do you like it? Yeah. So what do you think about coffee, and do you drink coffee frequently? I drink it most days, yeah. And have you ever heard about Vietnamese coffee? I have. I actually studied abroad in Vietnam. What do you think about Vietnamese coffee comparing to the coffee that you usually drink here in the U.S.? It's really good. It's much sweeter. Like often they put in sweetened condensed milk, but I like it. It's not crazy different than like blue bottles, cold brew maybe. Uh-huh. A lot of people say that the taste is a little bit stronger than usual coffee that you drink here. What do you think about the flavor? Yeah, it's probably a bit stronger, but it's really good. Yeah. Thank you so much, Zoe. Have You're a good day. You too. Người Mỹ uống cà phê mỗi ngày, mọi nơi, mọi lúc. Cà phê đã trở thành một thói quen, một nét văn hóa trong đời sống người dân Mỹ. King Coffee, thức uống đặc biệt cho sáng tạo, cũng đã xuất hiện tại Silicon Valley, cái nôi quy tụ những cá nhân sáng tạo nổi bật của thế giới, cũng như tại các đài bán doanh những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook. Cùng với hơn 60 quốc gia trên thế giới, hàng trăm container King Coffee cũng đã được xuất sang thị trường Mỹ để sẵn sàng cho công cuộc chinh phục khẩu vị cà phê của người dân Mỹ. Hương vị quê hương đưa kiều bào xa xứ như trở về với quê hương Việt Nam, như thấy quê hương ở gần bên và trở thành động lực giúp tâm hồn người Việt bay bổng, sáng tạo hơn để gặt hái thành công. My wife brought this coffee home the other day. So, oh my God, it was the best coffee we ever tried. Really? Yeah. Which part do you like the most about this coffee? Well, it's the flavor and the smell. It tastes real good. Do you drink coffee regularly or on a daily basis? Well, I get up early in the morning. I go to work. I drink coffee every day. So is this going to be your daily go-to coffee from now on, King Coffee? Oh yeah, definitely. Good to hear, yes. Good to hear. Thank you so much for being here with us tonight with Paris by Night 120. Thank you for your support and I hope you enjoy the show as well as King Coffee. Hân hạnh ra mắt tại Paris by Night, chương trình ca nhạc và giải trí hàng đầu của người Việt tại Mỹ và khắp thế giới. Để từ đây, King Coffee sẽ chinh phục người Việt tại Mỹ và khắp năm châu. Xa hơn là những người yêu mến cà phê trên toàn thế giới. Bạn là người Việt,
hãy ủng hộ King Coffee. Người Việt tại Mỹ đặc biệt đón nhận King Coffee những ngày đầu sản phẩm này hiện diện tại đây. Tại vì anh uống lần đầu nên anh không có muốn pha cái gì hết. Anh uống thì anh thấy nó rất là mịn, nó rất là nhẹ nhàng. Thì văn phòng mình cứ một buổi sáng thì nhân viên vô họ tự chế cà phê ra uống. Thấy hương vị nó smooth mà uống nó thơm thơm, nhẹ nhẹ. Very strong, like flavor. And the taste quite a bold. But for the US market here, the taste of course is different. They have to specialize and also with the cater for the US market. So the taste is a little bit different. And I still had quite the interest into the Vietnamese taste. And it's different. It's very, very different. Yeah, cái cảm giác khi mà chưa có đưa lên gần miệng là cái mùi thơm nó đã tỏa ra là rất là thơm. Và cái sự mà nó không quá đậm mà không quá là quá gọi là nạt, nhưng mà nó vừa đúng khi mình cảm thấy khi uống vào miệng nó rất là thơm. Dân thấy cà phê Trung Nguyên International rất là thơm và đậm đà. I really like it. For Kelly lần đầu tiên uống cà phê của Việt Nam, especially là try cái King Coffee á, thì Kelly thấy cà phê á đậm đà and in thích ngọt lên in pha theo kiểu yên muốn á. I like it a lot. Kelly thì uống cà phê ở đây nhiều rồi, mà uống cái cà phê Trung Nguyên International thì thấy cũng rất là thơm, nên là hoàn toàn có thể cạnh tranh được ở thị trường Mỹ. Thường buổi sáng sớm, nhất là những khi mà trời lạnh á, uống một cốc cà phê mà nóng thì tự nhiên cảm thấy nó sảng khoái hơn, thấy hứng thú để làm việc hơn. Và đôi khi ở giữa ngày thì cũng buồn tình cũng lấy cà phê uống. Và nhiều khi có khách đến văn phòng thì có sẵn cà phê mời khách nó cũng tiện. Thấy có vẻ bùi hơn, béo hơn đúng không ạ? Rất là đậm đà. Một hương vị cà phê đúng chất, một niềm tự hào của cà phê Việt Nam. Cụ thể là King Coffee đã đi vào đời sống của người dân ở đây như là một món ăn tinh thần không thể thiếu, đặc biệt là vào những buổi sáng cuối tuần. Chất lượng hảo hạng và phong cách tinh tế, King Coffee đã chinh phục người tiêu dùng ở Mỹ. Vị đắng, đậm đà của Robusta, hòa quyện cùng vị chua và hương thơm thanh tao của Arabica, Excelsa và Catimoa từ những vùng đất lừng danh về cà phê của Việt Nam, mang đến hương vị tuyệt ngon duy nhất của King Coffee. Được nhiều khách hàng ủng hộ như vậy thì nhà phân phối họ sẽ nói như thế nào? Cái lý do rất là đơn giản, tại vì tôi thấy trong International, nhà sản xuất lớn của Việt Nam, cái sản phẩm của họ làm rất là tốt, quality rất là tốt. Và cái sản phẩm này với là cái kinh nghiệm của tôi bán hàng thì tôi thấy trong tương lai ấy, nó sẽ là một cái sản phẩm phát triển rất là mạnh cho trên thị trường của nước Mỹ. Để có những cái sản phẩm cà phê tốt cho người tiêu dùng ở Mỹ thì theo tôi được biết là công ty Trung Nguyên International họ chọn rất là kỹ càng về những cái nguyên liệu họ sử dụng trong cái bịch cà phê có nguồn gốc xuất xứ rất là tốt, thì để mà tạo ra những cái bịch cà phê mà hợp tiêu chuẩn của những người dùng ở Mỹ này.
bản thân tôi thì cũng đã thử qua King Coffee thì thấy hương vị của nó rất đậm đà và thơm ngon. Thì tôi rất là tin tưởng về sản phẩm này và tôi nghĩ nó có tiềm năng rất là cao để phát triển ở thị trường Mỹ nói chung cũng giống như là công ty tôi nói riêng. Với 20 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển thành công thương hiệu cà phê số 1 Việt Nam, cùng với hệ thống phân phối đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, King Coffee hứa hẹn sẽ là món quà quý giá đến từ Việt Nam và sẽ chinh phục được khẩu vị của những người yêu cà phê trên toàn thế giới. King Coffee đã chinh phục khẩu vị của thị trường cà phê khó tính và lớn nhất thế giới. Không xa nữa, King Coffee sẽ chinh phục người yêu mến cà phê trên toàn thế giới. King Coffee, vua của cà phê Việt Nam, chinh phục khẩu vị người tiêu dùng thế giới.